Mời các bạn đến với kênh YouTube của Mr. Guy. Chào cả làng. Ngày hôm nay thì Mr. Guy sẽ review về ba cái loại gel bôi trơn mà phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Ba loại gel bôi trơn này thì các bạn có thể mua ở bất kỳ đâu, ví dụ như là ở hiệu thuốc này, ở các cái cửa hàng tiện lợi mà gần bạn, các bạn đều có thể mua được ba cái loại gel này. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Mr. Guy thì đừng quên đăng ký kênh của Mr. Guy, nhớ nhấn vào cái nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ cái video clip nào của Mr. Guy nhé. Nếu như các bạn chưa biết gì về gel bôi trơn thì đừng bỏ qua vlog tất tần tật về gel bôi trơn tuần của Mr. Guy nhé. Trong vlog đấy thì Mr. Guy có chia sẻ cho mọi người về cái gel bôi trơn là gì và cách sử dụng gel bôi trơn như thế nào. Nếu như mà các bạn chưa biết gì về gel bôi trơn thì có thể click vào clip đấy để tìm hiểu rõ hơn về gel bôi trơn và cách sử dụng như thế nào nhé. Ngày hôm nay thì Mr. Guy sẽ review về ba cái loại gel bôi trơn mà mình nghĩ rằng nó được rất rất nhiều người sử dụng, và mỗi loại thì sẽ có những cái đánh giá khác nhau của cá nhân Mr. Guy. Và sau những đánh giá của Mr. Guy thì Mr. Guy hy vọng rằng các bạn cũng có thể lựa chọn cho mình được một loại gel phù hợp nhất với cô bé cũng như là cửa sau của mình nhé. Chủ đề ngày hôm nay thì không chỉ dành riêng cho các bạn gay, các bạn đồng tính nam, mà còn dành cho tất cả những các bạn nữ, những cái bạn nào mà có cô bé hơi khô hạn một chút thì các bạn cũng có thể sử dụng gel được. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các cái loại gel bôi trơn khác nhau và các cái nhãn hàng khác nhau. Tuy nhiên chủ yếu cũng chỉ có 3 loại, đó chính là gel bôi trơn gốc nước, gel bôi trơn gốc dầu và gel bôi trơn gốc silicone. Đối với những cái bạn nào mà quan hệ qua đường cửa sau hoặc là quan hệ qua đường cô bé mà sử dụng gel bôi trơn cũng như là sử dụng bao cao su thì Mr. Guy khuyên các bạn nên sử dụng gel bôi trơn gốc nước. Bởi vì sao? Gel bôi trơn gốc nước rất an toàn cho cơ thể của chúng ta, và khi mà các bạn sử dụng bao cao su, mình cũng không giỏi hóa lắm nhưng mà nó không bị làm phản đi tác dụng của cái bao cao su ấy. Có nghĩa là gel bôi trơn gốc nước an toàn nhất đối với chúng ta khi mà chúng ta quan hệ qua đường cửa sau. Nếu như bạn là phụ nữ thì các bạn có thể sử dụng gel bôi trơn silicone hoặc gel bôi trơn gốc dầu cũng được. Tuy nhiên khi các bạn sử dụng cùng với bao cao su thì tuyệt đối không nên sử dụng các loại gel bôi trơn có gốc dầu hoặc gốc silicone. Mặc dù có rất nhiều các loại gel bôi trơn khác nhau trên thị trường hiện nay, Mr. Guy thấy nó khá phổ biến, đó chính là ví dụ như là mình đi đến các cái cửa hàng tiện lợi hoặc là qua các cái hiệu thuốc thì mình thấy người ta trưng bày, người ta bán chủ yếu là 3 loại. Và trong vlog ngày hôm nay thì Mr. Guy sẽ so sánh 3 cái loại gel bôi trơn phổ biến nhất mà Mr. Guy thấy. Nếu như mà còn nữa thì Mr. Guy sẽ làm ở một cái video khác. Ba cái loại sản phẩm mà Mr. Guy thấy phổ biến nhất đó chính là gel bôi trơn Kai của Thái, hình như nó cũng là của Durex thì phải. Và tiếp theo đó chính là gel bôi trơn Durex Play Classic, tiếp theo là Durex Play Warm Up, và mỗi cái dòng sản phẩm lại có một sự khác biệt khác nhau. Sau khi mà Mr. Guy so sánh xong thì các bạn có thể tự lựa chọn được cái dòng sản phẩm mà các bạn muốn sử dụng. Cái dòng sản phẩm đầu tiên đó chính là gel bôi trơn Kai của Thái. Cái gel bôi trơn này thì mình nghĩ rằng là các bạn gay thì không ai không biết đến cái loại gel bôi trơn này, vì gel bôi trơn này rất rất là phổ biến. Cái lần đầu mà Mr. Guy mà bước vào cái con đường mà đi bằng cửa sau ấy thì Mr. Guy lần đầu tiên Mr. Guy dùng cũng là dùng cái loại gel bôi trơn đấy, và có giá trung bình từ 70 đến 85 nghìn đồng. Ngày trước thì từ hồi mà lúc mà mình mới dùng ấy thì nó chỉ khoảng 3-40 nghìn thôi, bây giờ đã tăng gần gấp đôi rồi. Hình như là nhiều BD quá hay sao, càng ngày người ta dùng càng nhiều hay sao nên là giá tăng rất là chóng mặt. Gel bôi trơn Kai là gel bôi trơn gốc nước khá an toàn với cơ thể của chúng ta. Khi đưa cái gel bôi trơn Kai này vào cơ thể của chúng ta thì điều cảm nhận đầu tiên của Mr. Guy là nó khá là mát và không bị rát khi mà đưa vào bên trong cơ thể. Gel bôi trơn Kai thì sẽ giúp cho cửa sau của chúng ta giãn nở một cách thoải mái nhất, không bị khó chịu cũng như là không bị bức bách khi mà đưa cái gel bôi trơn đấy vào trong cơ thể. Vậy thì ai sử dụng gel bôi trơn Kai thì thích hợp? Những cái người mà lần đầu tiên quan hệ thì nên sử dụng gel bôi trơn Kai là thứ nhất. Những người nào mà có lỗ quá là khít ấy, không quen với cái việc có một cái gì đấy ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thì nên sử dụng gel bôi trơn Kai ở lần đầu tiên. Tiếp theo là những cái người mà có cái cậu bé nó quá cỡ thì nên sử dụng gel bôi trơn Kai. Tổng hợp lại là gì? Những cái người mà lỗ khít này, những người lần đầu quan hệ này, những người mà có dương vật lớn thì nên sử dụng gel bôi trơn Kai để làm gì? Khi mà các bạn lần đầu tiên quan hệ thì các bạn chưa điều khiển được cái cửa sau của mình. Cái gel bôi trơn này có tác dụng giúp cho hậu môn của bạn giãn nở một cách ok nhất này. Các bạn không có bị cảm giác là nóng hoặc là lạnh hoặc là bị sót hoặc là bất kỳ một vấn đề nào khi các bạn sử dụng nó hết. Tuy nhiên, một cái điểm yếu của gel bôi trơn
Senkai này, đó chính là khô rất là nhanh. Để không bị sót hoặc là không bị gián đoạn cái cuộc chơi của chúng ta thì các bạn cần phải bôi thêm gel bôi trơn rất là nhiều. Những ai không nên sử dụng cái gel bôi trơn cai này, những cái người mà có dương vật nhỏ mà lại gặp lỗ rộng thì tuyệt đối không nên sử dụng cái gel bôi trơn cai này. Bởi vì sao? Khi mà cái đuôi chuột mà quẹt cái bát ấy thì nó sẽ bị mất cảm giác ấy. Các bạn chẳng có một cái cảm giác gì, có nghĩa là cái dương vật vào đến nơi rồi mà kiểu là chưa có cái gì ấy, kiểu bị như này này, kiểu lỗ thì như này nhá, mà cái chỗ này như này nó sẽ bị. Các bạn hiểu ý mình không? Có nghĩa là vào mãi mà không có gì ấy. Một loại gel tiếp theo đó chính là gel bôi trơn Direct Warm Up. Cũng giống như tất cả các loại gel bôi trơn khác thì gel bôi trơn này cũng là một dạng gel bôi trơn gốc nước. Tuy nhiên gel bôi trơn này nó có một cái đặc điểm, đó chính là khi bôi vào rất là nóng. Nó làm cho cái cảm nhận ban đầu khi mà sử dụng cái gel bôi trơn này, đó chính là giống như là một cái gì nó nóng cả cái phần ở dưới lên ấy. Các bạn có một đôi chút thôi nhá, cảm giác là hơi buồn ỉa khi mà lần đầu tiên mình sử dụng cái gel bôi trơn này để nó đã bị hơi nóng ở phần dưới, chết rồi, bị đi ngoài hay sao. Khi mà cái dương vật và cái cửa sau của chúng ta đã bắt đầu hòa quyện với nhau rồi, có nghĩa là bắt đầu quen dần với nhau rồi, thì gel bôi trơn này rất thích. Có một điểm ok của gel bôi trơn này, đó chính là các bạn không cần phải tiết thêm nhiều nước khi mỗi khi các bạn quan hệ. Có một điểm mà mình không thích khi sử dụng cái gel bôi trơn này, đó chính là khi các bạn bắt đầu khô rồi ấy, các bạn tiếp thêm cái gel này vào thì nó lại một lần bị sót ấy. Có nghĩa là nó cảm rất là khó chịu ấy. Các bạn phải chờ khoảng 5-10 giây, 15 giây thì các bạn mới bắt đầu mới quen lại một lần nữa với nó. Đây là điều mình không thích ở cái gel bôi trơn này. Những ai thì dùng được cái gel bôi trơn này ạ? Phụ nữ nên dùng gel bôi trơn này. Khi mà sử dụng gel bôi trơn này thì nó làm ấm cái cô bé của chúng ta lên. Mình nghĩ là nó sẽ thích bởi vì cái gel bôi trơn này hình như là để dành cho phụ nữ thì phải. Những ai nên dùng cái gel bôi trơn này nữa ạ? Những cái người mà có lỗ hơi rộng một chút xíu, hoặc là những cái người có dương vật bé. Khi mà một cái lỗ rộng và một cái dương vật bé gặp nhau thì chúng ta nên sử dụng cái loại gel bôi trơn này, thì nó sẽ làm cho cái cửa sau của đối phương có cảm giác hơn rất là nhiều so với việc khi mà bạn sử dụng cái gel bôi trơn cai kia. Còn nếu như mà bạn sử dụng cái gel bôi trơn ấm này thì nó sẽ làm cả cái phần dưới của bạn ấm lên. Khi mà các bạn gặp một cái con kiêu mà hơi đi hon một chút xíu ha. Những ai không nên dùng cái gel bôi trơn này, đó chính là những ai mà có cái lỗ khít, được chưa, siêu khít và dễ bị nhạy cảm thì đừng nên dùng cái gel bôi trơn này. Và những ai có cậu bé nó hơi to một tí thì đừng nên dùng cái gel bôi trơn này, bởi vì là khi mà dùng gel bôi trơn này thì các bạn sẽ làm cho đối phương bị đau. Tiếp theo là cái sản phẩm cuối cùng trong top 3 sản phẩm mà Mr. Guy cảm thấy là phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, đó chính là gel bôi trơn Direct Play Classic. Loại này thì theo Mr. Guy cảm nhận thì nó là cái gel bôi trơn trung tính ấy. Nó nằm ở giữa cai và cái warm up kia, trung hòa giữa cả hai bên ấy. Cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà sử dụng cái gel bôi trơn Direct Play này là khi mà Classic này màu xanh nha, thì khi mà đưa vào bên trong cửa sau của chúng ta không bị nóng mà nó mát ấy. Như nào nhỉ? Nó rất là khó diễn tả. Nó vừa nó nóng nhưng mà lại mát ấy. Ủa, nhiều mát. Con đĩ quyền trên. Rất là khó diễn tả. Đại là nó nóng nhưng mà lại nó vẫn là mát. Nó là nóng và nó mát ấy. Vâng, và tất nhiên thì gel bôi trơn này cũng là gel bôi trơn gốc nước. Đối với Mr. Guy cảm nhận là khi mà đưa vào ấy, thì nó không bị quá là lỏng quá mà cũng không bị nóng quá. Nó nằm ở giữa khi mà bắt đầu cửa sau với lại là dương vật quen với nhau rồi. Nó rất là thích. Nó tương tự như cái việc sử dụng của cái này lâu khô. Tuy nhiên mỗi khi mà tiếp thêm đạm, có một cái điểm yếu của cái gel này nữa là cũng giống cái gel này, đó chính là các bạn sẽ phải chờ 5-10 giây cho nó quen dần đi thì các bạn mới là vào cuộc tiếp được. Còn nếu như mà vừa mới bỏ vào mà các bạn vào cuộc tiếp xong thì các bạn sẽ có một cảm giác là hơi buồn một chút, hơi bị sót ấy, ở bên trong. Những ai thì nên sử dụng cái Direct Play này? Những cái bạn nào mà bình thường không quá rộng cũng không quá hẹp, dương vật cũng không quá lớn cũng không quá bé, bình thường, hoặc là các bạn muốn thay đổi cảm giác thì các bạn nên sử dụng gel bôi trơn này. Cái gel bôi trơn này thì nó nằm ở giữa, nó không quá là lỏng cũng không quá là bị nóng. Cũng tương tự như thế thì những ai không nên sử dụng cái gel bôi trơn này, những cái người nào mà có lỗ quá là hẹp quá là bé thì đừng nên dùng cái gel bôi trơn này, hãy dùng cái gel bôi trơn cai kia. Còn nếu như ai mà có lỗ rộng thì nên dùng cái này hoặc là cái warm up.
thì sẽ có, thì bạn sẽ tạo cảm giác cho các bạn nhiều hơn khi mà các bạn quan hệ. Trên đây là review của Mr. Guy về 3 dòng sản phẩm gel bôi trơn gốc nước mà Mr. Guy cảm thấy nó phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Và 3 dòng gel bôi trơn này thì các bạn có thể mua ở bất kỳ nơi nào, ví dụ như là hiệu thuốc hoặc là ở các cái cửa hàng tiện lợi. Mặc dù có giá từ 170.000 đến 180.000, tuy nhiên hai cái loại gel bôi trơn này thì dùng cũng khá được lâu. Mỗi cái gel bôi trơn thì có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Qua những cái câu chia sẻ vừa rồi thì Mr. Guy hy vọng rằng mỗi người sẽ lựa chọn được cho mình cái dòng sản phẩm phù hợp nhất với cơ thể của mình. Ba cái dòng sản phẩm này thì đây chỉ là một cái chia sẻ cá nhân của Mr. Guy. Đó là một cái kiểu như là mình dùng rồi, mình có trải nghiệm rồi thì mình muốn chia sẻ đến cho mọi người thôi. Còn mỗi người thì sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có được một cái sự lựa chọn cho bản thân của mình để làm sao mà phù hợp với cơ thể của chúng ta, để làm sao mà chúng ta không bị gián đoạn khi mà chúng ta quan hệ. Hy vọng rằng người người và nhà nhà cũng luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ khi chúng ta quan hệ các bạn nhé. Vlog của Mr. Guy đến đây ngày hôm nay là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy Mr. Guy cung cấp được cho các bạn những kiến thức mà bổ ích thì đừng quên đăng ký kênh của Mr. Guy và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Mr. Guy nhé. Đừng quên chia sẻ clip của Mr. Guy cho nhiều người. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy comment xuống phần phía dưới, Mr. Guy sẽ trả lời tất cả comment của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Ooh.